Hello nha, hello nha. Đây là một vận động viên rất là đẹp. Toàn là những người đẹp không? Thành tích cao hay là thấp không quan trọng, mà là vận động viên nào đẹp hơn, có nhiều fan hơn. Đúng không? Trong thể dục thể thao luôn luôn là hướng đến cái đẹp. Đó là vẻ đẹp thể thao. Đúng rồi, vẻ đẹp thể thao. Và nếu chơi thể thao giỏi, tốt thể thao rồi mà đẹp nữa thì càng tốt hơn. Mình là kênh YouTuber của Dương Đình Hữu, chuyên về thể thao văn hóa. Lấy mấy gặp số mấy vậy? Số 8. Không có phát cái đồ lên số xong rồi hỏi số mấy. Lên thầy Việt Nam. Dạ có anh ơi mà. Lên thầy Kim Long. Hiện nay thì các vận động viên đang chuẩn bị ghe. Đang chuẩn bị ghe của mình để chuẩn bị chiến đấu đấy các bạn này. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi nhá. Một hình ảnh rất là tuyệt vời tại thành phố Đà Nẵng. Đấy, tất cả những chiếc xuồng ghe này đã được chuẩn bị sẵn sàng để các vận động viên sẽ chuẩn bị và sẽ tham gia cái hành trình. Đấy, rất là nhiều nha. Hiện nay là đang ở bãi biển của công viên Cá Voi thành phố Đà Nẵng. Đây, chúng ta nhìn một hình ảnh rất là đẹp tại thành phố Đà Nẵng. Và đây là một cái cuộc chơi đầy thú vị. Nó mang đậm chất thể thao và những cái nét đẹp về văn hóa của biển thành phố Đà Nẵng trong những ngày trời nắng đẹp như thế này. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa nào? Rất là đẹp đấy các bạn. Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Hiện nay thì các vận động viên đang dừng các cái chiếc thuyền ghe lên để chuẩn bị. Hiện nay thời tiết rất là đẹp rồi, cho nên tất cả mọi người chuẩn bị nhá. Một hình ảnh rất là tuyệt vời. Một hình ảnh rất tuyệt vời luôn. Cười lên nha. Mọi người nhìn lên, nhìn lên. Chiến thắng, bàn thắng. Ông kính lớn á, ông kính một lớn là nhìn nhìn ông kính lớn á. Đâu chập lên đâu ơi. Đấy thì ông kính lớn kìa. Chào mọi người. Chào mọi người. Đó, thật là tuyệt vời. Các cả chúng ta tiến hành thi đấu, tất cả các chiến binh gia và các cổ động viên chúng ta giặc và phía hành viên sẽ chào, good morning ladies and gentlemen. Welcome to the YouTube channel of Dương Đình Hữu in Vietnam. And this morning is a national race arranged and organized by Da Nang Tourism and Sport Department for the sailing and the sub paddling. This is one of the activity to promote tourism and sport activity in Da Nang City after the COVID-19 lockdown. And ladies and gentlemen, on the beautiful beach and the stunning beach with long sand in Da Nang City, you may come and enjoy with the good atmosphere and very nice race, very excellent race on the beach by the Sơn Tra Peninsula or Monkey Mountain over there with the Tho Quang Fishing Village.
And this morning, the race of sailing and SUP would be ready for you to try to join with us to watch. And let's take your time to sit and keep watching it with us. Ladies and gentlemen, have a good time and enjoy. Yes, I will see you later. Chưa hai. Hiện nay thì tất cả vận động viên đang chuẩn bị và trọng tài sẽ hô xuất phát. 3, 2, 3, xuất phát. Lên. Quá tuyệt luôn. Cố lên, cố lên. Cố lên. Và thưa các bạn, hiện nay tất cả các vận động viên đã đưa xuồng ra phía ngoài biển và bắt đầu chèo rồi nghe các bạn. Và đây là một trong những cuộc đua thuyền trên bãi biển của thành phố Đà Nẵng rất là thú vị, rất là đặc biệt và một cái hình ảnh rất là đẹp trong những cái ngày trời nắng như thế này. Sau một thời gian mưa bão, hiện nay thì không khí thật là đẹp, tuyệt vời. Đấy. Chúng ta nhìn xa xa ở phía trước kia là tất cả các vận động viên đang thực hiện cái việc chèo thuyền của chúng ta đi theo cái lộ trình hướng dẫn của ban tổ chức. Sau đó sẽ quay về lại ở khu vực bãi biển này. Một hình ảnh hôm nay thật là tuyệt vời. Trời hôm nay rất đẹp nha các bạn. Đấy, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem cái hình ảnh của cái bờ biển của thành phố Đà Nẵng ngay lúc này. Mặc dù sau một thời gian chịu ảnh hưởng rất lớn của bão và lũ thì hiện nay thì tại thành phố Đà Nẵng không khí trời nắng rất là đẹp, không khí rất là trong lành. Và cái lượng sóng của biển hiện nay thì cũng vừa phải để cho các vận động viên có thể trổ tài chèo thuyền của mình. Và sáng hôm nay là giải vô địch đua thuyền năm 2020 diễn ra tại công viên Cá Voi của thành phố Đà Nẵng. Thì lúc này các vận động viên đang ở bên ngoài cho nên mình lia một số cái hình ảnh ở phía dọc bờ biển này cho mọi người có thể theo dõi cái hình tượng, cái hình ảnh nó đẹp như thế nào của bãi biển Đà Nẵng trong những ngày này. Và như chúng ta quan sát thấy thì hiện nay các vận động viên đua thuyền đang tiếp tục chèo thuyền thành hàng ở ngoài kia. Và lúc này có vẻ là nhiều vận động viên cũng khá mệt đấy các bạn, bởi vì lượng sóng khá lớn. Đấy, lượng sóng khá lớn và cái nội dung mà chèo thuyền trong thể thao này rất là mệt. Đấy, chúng ta biết, nhìn thì đơn giản nhưng mà rất là mệt đấy các bạn. Đấy, ở ngoài xa 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 kia là các vận động viên đang chèo thuyền ở ngoài kia. Còn ở phía trong này thì các khán giả đang chờ, các phóng viên, các đồng chí trong ban tổ chức đang chờ đợi cái cuộc đua ở bên ngoài để hướng dẫn cái đường đi và sẽ có trọng tài sẽ xác định xem chiếc thuyền nào sẽ về đích trước ạ. Đấy, một hình ảnh rất đẹp nhá. Và đây là những chiếc thuyền buồm rất là lớn này. Tí nữa thì chúng ta sẽ xem các vận động viên trình diễn cái thuyền buồm này các bạn này.
Đấy, hiện nay thì một số chiếc đây gọi là thuyền buồm lớn hơn, và tí nữa thì chúng ta sẽ được các vận động viên trình diễn cho chúng ta xem. Đồ ra xe quá rồi. Rồi, việc lớn. Đó mà bên đó có tàu đang đây là vận động viên vô địch, đây là vận động viên vô địch đã về đến đích rồi các bạn ơi. À, để chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng vận động viên đã vô địch trong cuộc đua này, và đây là vận động viên thứ hai đấy các bạn. Hiện nay thì các vận động viên đang tiếp tục giai đoạn về đích, và một vận động viên số 1 đã về trong kia và tiếp tục vận động viên số 2. Thì hiện nay là các vận động viên tiếp theo đang tiếp tục về đích các bạn. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nhanh, 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 nhanh. Sóng cao. Tuyệt vời, tuyệt vời, về đây. Mấy người ngoài kia đang bị tai nạn đường thủy. Tùm á. Cố lên, cố lên. Hiện nay đang còn rất nhiều vận động viên đang ở bên ngoài, hiện nay đang tiếp tục tiếp cận với về đích. Go! Những người này trèo rất là siêu nha. Đấy, những người này trèo rất là siêu, đi nhanh ghê. Chạy rất là nhanh. À, mọi người thấy như vậy nhưng mà thực ra rất là khó đấy các bạn. Đấy, không phải đơn giản đâu. Trèo được chiếc thuyền này khó lắm. Và ở cái nội dung mà mình đứng ở trên thuyền không cũng đã khó rồi. Cho nên là các bạn biết là những người này là những người họ tập thường xuyên và họ rất là giỏi. Cố lên nào, cố lên nào. Hiện nay thì các đoàn vận động viên đang tiếp tục tranh nhau để về đấy các bạn. Ô, sóng quá. Tiếp tục một vận động viên nữa đang chuẩn bị vào đích. Cố lên, cố lên người đẹp ơi, cố lên. Cố lên, cố lên, tuyệt vời. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, nhanh chóng tiếp cận về đích nào.
Hiện nay vận động viên rất là mệt, bởi vì vận động viên phải dùng sức để chèo những chiếc thuyền này, đồng thời là sóng biển rất là lớn này, cho nên là mọi người rất là mệt và mọi người rất là chuyên nghiệp nhé các bạn, họ chèo rất là tốt. Nếu mà không biết thì không thể chèo thuyền này được đâu. Hiện nay thì còn khoảng một vài vận động viên nữa đang còn ở bên ngoài và tiếp tục tiếp cận cái đít này. Những người vào đến bờ thì có nhiều đợt sóng lớn, những người đa số phải nhảy xuống khỏi cái chiếc tàu đó mới chạy được. Đấy, còn một vài vận động viên ở bên kia nữa. Cố lên nào, cố lên. Mấy bạn tắm bên kia kìa. Chúc mừng ha, chúc mừng chị gái ha. Tại sao quan trọng là phải có tâm hồn đẹp. Rất đẹp. Chị là ở đoàn nào chị? Đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Chị Minh à, chị ra lâu chưa? Chị ra lâu chưa? Ra từ 5 rưỡi sáng ngày hôm qua. À, ngày hôm qua. Đoàn mình đi đông không? Dạ, 5 người. Một lần như vậy là đi 5 người hả? À, câu lạc bộ, đúng rồi. Ở Đà Nẵng hôm nay thời tiết rất là đẹp. Sóng hơi lớn hơn ngày hôm qua chút xíu. Sóng lớn hơn đúng không? Hôm qua. Hôm qua giống như là Đà Nẵng giống như là một cái mặt hồ vậy đó. Hôm qua rất là đẹp. Hôm qua quay phim đẹp giống như là phim Avatar siêu thực. Hôm qua chị có tập không? Ra bay chuyến bay lúc 5 rưỡi sáng, đến địa điểm thi đấu là 7 giờ sáng, không có thời gian tập nào, không có thời gian kiểm tra dụng cụ thi đấu. Ê, mấy chị hôm nào vào lại? Chắc có lẽ phải nghỉ một ngày. Đúng rồi, nghỉ ngơi đi chơi uống cà phê ngắm cảnh đã rồi vào sau. À, sau khi các vận động viên về đích thì người nào cũng mệt. Người nào cũng mệt. Rất là mệt bởi vì hôm nay có vẻ sóng to hơn hôm qua đúng không anh? Anh là đoàn của tỉnh nào? Anh Đà Nẵng luôn hả? À. Sóng to với lại nước nó không có em. À. Hôm qua ít gió hơn. Hôm qua ít gió hơn. Thấy té nhiều lắm.
Nhưng mà vừa lấy sức để chèo, vừa lấy sức mà vượt qua sóng này thì rất là khó khăn đấy. Phải có sức bền. Đúng rồi. À, ngay cái leo lên cái thuyền này mà chèo đi là khó rồi. Nhất là mang áo phao rồi. Đúng rồi. Rất là khó. Tức là mình chèo được là khó rồi. Dạ. Nó trong đòi hỏi khéo léo với lại kỹ năng. Đúng rồi. Mình chèo được là rất khó. Bên cạnh đó là mình sẽ vượt qua những cái đợt sóng nữa. Dạ đúng rồi. Rất là lớn. Đòi hỏi phải có sức bền đấy. Đúng rồi. Là có kỹ năng nữa. Đúng rồi. Tất không nhiên phải là có sức là mình chèo giỏi đâu. Đòi hỏi kỹ năng. Kỹ năng cơ. Sống tốt á. À. Giữ thân bằng tốt là đúng mình rồi. Chiến thắng. Chỉ cần té thôi là mình thua là. Mình đã từng tập cái này rồi nhưng mà dạ. Không leo lên được á. Dạ. Leo khó lắm. Khó cái này chơi quen mới leo lên được. Đúng rồi. Vậy cái có cách nó leo lên nhanh được. Có cách mới leo lên được. Về đi máy thành. Chắc là không nhớ đâu. Về đi chắc không nhớ đâu, đang mệt. Bị lưỡng lại cái đoạn mà lúc mọi người kêu chạy vào mà anh tưởng là chỉ là con sắp thế là anh chạy. Cái lúc mà anh tông em ngã xuống á, lúc nó sâu quá anh chạy không được. Sâu quá. Sâu anh đang chạy mà sâu quá cái đoạn nó nằm lướt luôn. À, những câu chuyện thật là thú vị, thật là vui sau khi các vận động viên về đích xong thì mọi người đang mệt nhưng mà mọi người rất là vui mừng bởi vì đây là một cuộc đua rất là hấp dẫn, mang tính chất thể thao và nét đẹp của thể thao các bạn. Và để đi được cái con thuyền này thì không phải đơn giản mà chúng ta phải tập luyện một thời gian khá dài, bởi vì cái kỹ năng mà chúng ta leo lên được chiếc thuyền này không phải là đơn giản tí nào. Mình chưa kể đến chuyện là chúng ta phải dùng sức để vượt qua những cái đợt sóng rất là mệt. Rồi hai người đứng vô nghe, hai người đứng vô nghe. Cho mình xin tấm hình tuyệt đẹp nha. 2 3 nha. Trưởng ban cổ động viên này. 2 3. Đúng rồi. Vấn đề là tinh thần. Cảm ơn giải. Hôm nay thành tích nói chung là rất là hài lòng. Đứng vị trí thứ 3 sau hai vận động viên quá mạnh. Anh là về anh là ở đơn vị nào? Mình ở đơn vị Subray Pro Đà Nẵng. Pro Đà Nẵng. Rất tốt. Vâng, cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn. Minh Nhất nhìn có hai thằng bằng nhau mà Minh khúc cuối bất. Tức là vượt qua được sóng này là hơi mệt đấy nha. Nếu mà ai không có sức bền là rớt đấy. Qua 6 cây rồi. Qua 6 cây. Cây gỡ không ngờ cô đi. All right, so did you enjoy the race today, this morning in Da Nang City by the stunning beach? Wow, if yes, you may leave some comments with us below here and tell us what do you like and
why do you like and good you like to join in practicing the shop and the selling with us? That is, must be very awesome and wonderful race today. We have a Thursday, right? Yeah, so I would like to encourage you to practice